빨린 레몬 로 OK. Về gồm mắt dậy chứ. Ai à. Đắc khen. Chết. Ủa thầy đúng là láo thật đấy. Bây giờ nó vào dùng mình thì lấy gì đánh ấy mình. Nice job bro. Ghê vậy team tôi. Cái go áp ca hả? Ở đây rồi. Tôi định vào tôi xin con chim to mà nó không cho. Quả nghe văn phết. Trời ơi láo với vui. Khánh sẽ làm rapper ở đấy. Định vào xin con chim to mà nó không cho. Ngáo thật. Rumble này hai quả TP nó đều thu hoạch được cái gì đó. Rumble này TP hợp lý này. Gì đó bro. Nhìn cái tao cầm tù tội dễ sợ đấy anh em. Thằng chỗ này là chôn rồi. Nè, đang chửi team rồi, đang kêu team 15 GG rồi. Giờ tôi rất sắt đau luôn hả? Trời ơi, nè, khi em đi không kịp em về, bị buồn ngủ luôn. Ngô láo. Động tới Joey một cái. Ok kìa. À, nó chở mình về với tha đi. Được thế nhờ. Cơ màn tôi. Tốt thế nhờ. Nó chở mình về, gặp ngay con ác xè đang chạy. Rank gì rồi hả? Ô anh em đừng hỏi rank gì được không? Anh em tập trung vào những
không, thay vì anh em hỏi rank gì ấy, anh em cứ comment đi. Bây giờ anh em cảm thấy mình rank gì thì anh em cứ comment đi. Ví dụ như là Khánh đánh hay như rank thách đấu ấy nhỉ, chắc hẳn Khánh đang ở rank thách đấu rồi đấy, cứ như vậy đi, đỡ phải hỏi. Thay vì anh em hỏi thẳng lương anh bao nhiêu, lương chị bao nhiêu, anh chị giỏi như này thì chắc phải giàu lắm nhỉ, để nhị lên. Còn anh em mà ghét rồi thì ghét rồi thì nói làm gì, ghét rồi thì anh em lại nói kiểu khác, anh em đã ghét rồi thì anh em nói kiểu khác, ghét thì anh em nói là anh chị làm như này thì chắc nghèo lắm nhỉ. Làm tôi đã bắt đầu đỏ mặt rồi đấy, tôi hay xàm xong rồi tôi bị đỏ mặt lắm nhá, không phải đỏ mặt mà là bị nóng mặt chứ. Anh em ơi, em đừng có vàng bạc sắt sùng gì ở đây được không? Anh biết là anh em đâu nghĩ Khánh như vậy đâu. Đây là mạng của tôi mà. Tội nghiệp nào đây vậy? Đừng solo mày. Ghi đâu hết rồi? Đi tìm con người quên đi. Oh. Ouch. Story and you. You and me. We are big me. Cái gì nhỉ? Cái gì mà? Chết mẹ. Cái bài gì mà you and me thôi rồi. We are big family thì cái gì nhỉ? I love you, you love me à? Anh biết Joey thương Khánh mà. Trời ơi, không cho Khánh ăn mạng rồi. Kìa. Đó, mới chịu đầu hàng. Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi.